Chào các bác, đây là những kiện hàng biến tần Segatech bên em đang chuẩn bị bàn giao cho bưu điện để giao tới khách hàng các bác. Bên em phân phối xỉ lẻ và có giao hàng toàn quốc các bạn, đầy đủ các model. Em xin chào các bác ạ, dưới đây là những cái model biến tần hybrid của Segatech bên em vừa mới về kho. Các bác đang có nhu cầu lắp mới hoặc là đang có nhu cầu nâng cấp thì có thể tham khảo. Lô biến tần mới về này giá rất là tốt các bạn, nên là anh em đam mê về điện mặt trời rất dễ tiếp cận. Em sẽ cập nhật cái báo giá mới nhất tháng 7 để anh em tham khảo các bạn. Hiện tại hybrid của Segatech này đang là rẻ nhất thị trường các bác nhé. Cho những cái dòng mà chạy hai chức năng, tính năng của nó chạy giống như lắc power hoặc dryer đấy các bạn. Nó vừa chạy độc lập vừa chạy hòa lưới. Thì công suất lớn nhất nó là 10,2 kg và nhỏ nhất là 3,6 kg. Các model hiện tại bên em đang sẵn kho là 3,6 kW, 4,2 kW, sử dụng lưu trữ 24V, 6,2 kW, 8,2 kW và 10,2 kW sử dụng lưu trữ 48V các bạn. Đấy, bên em sẽ quay chi tiết từ model để giới thiệu tới các bác. Đầu tiên là model nhỏ nhất là 3,6 kg này các bạn. Về ngoại quan bên ngoài thì 3,6 kg, 4,2 kg và 6,2 kg ngoại quan giống nhau các bác nhé, hình thức giống hệt nhau. Nó chỉ khác nhau là về cái công suất cho phụ tải và sử dụng lưu trữ thôi. Như con 3,6 kg, 4,2 kg dùng lưu trữ 24V, còn con 6,2 kg này nó sử dụng lưu trữ 48V. Còn ngoại quan của 8,2 kg và 10,2 kg giống nhau. Để khai thác điện mặt trời thì hiện tại trên thị trường nó có 3 dòng biến tần. Đầu tiên là dòng biến tần chạy độc lập, nó gọi là off-grid. Dòng thứ hai nó là dòng hòa lưới, nó gọi là on-grid. Và dòng thứ ba nó chính là cái dòng hybrid này, nó chạy kết hợp cả độc lập cả hòa lưới, nó gọi là hybrid các bác nhé. Đây là anh để anh em dễ chọn lựa. Thì cái dòng Segatech này giá thực sự các bác là rẻ hơn cả một chiếc biến tần off của các hãng khác đang bán các bạn. Kết cấu của cái dòng Segatech này nó có thể chạy không cần bình ắc quy các bạn. Có nghĩa là nếu anh em chưa có lưu trữ thì vẫn có thể chạy bình thường, anh em kết nối đường điện mặt trời vào và sử dụng chức năng bù lưới thông minh. Đây nó chính là cái đường kết nối pin mặt trời này. Đấy, nếu anh em không có lưu trữ thì có thể kết nối cái đường AC input vào để sử dụng chức năng bù lưới. Còn đường AC output nó chính là cái đường cấp điện ra phụ tải 220. Như anh em đang có nhu cầu nâng cấp những cái dòng hòa lưới lên dòng hybrid thì có thể tham khảo cái mẫu này. Tại vì đợt vừa rồi mất điện khá là nhiều, nếu anh em chạy mỗi hòa lưới không mà khi mất điện thì máy nó sẽ ngừng hoạt động. Nó không giống như dòng hybrid này các bạn. Có điện thì nó bắn điện bình thường, còn khi mà mất điện thì có thể là nó vẫn chạy độc lập bình thường các bạn. Máy 3,6 kg 24V này có giá là 8,9 triệu các bác nhé, 8,9 triệu. Tiếp theo là máy 4,2 kg sử dụng lưu trữ 24V. Đấy, ngoại quan bên ngoài thì ba mẫu này giống nhau. Dưới đây là các cái cổng kết nối các bạn. Mẫu 4,2 kg này rất là thịnh hành, nên là em sẽ quay chi tiết về thông số để anh em tham khảo. Đấy, model của nó là 4,200W, 4,2 kW đấy ạ. Đấy, phần PV input thì các bác quan tâm tới hai cái ba cái thông số quan trọng nhất, đó là máy cho phép kết nối tối đa 6,200W pin mặt trời các bạn. Giải điện áp vào của pin mặt trời là tối thiểu là 90V và tối đa là 500V DC. Đấy, và cái điện áp tiêu chuẩn là 240V. Đấy, tiếp theo là phần điện áp tiêu chuẩn đầu ra của nó là 230V. Còn giải điện áp đầu vào là 195 cho tới 253. Đấy, ví dụ như anh em sử dụng hòa lưới thì nó phải trong cái giải điện áp như thế này các bạn. Ví dụ như một số khu vực mà điện rất là yếu, nếu mà anh em hòa lưới bán điện ấy, thì là nó sẽ không hòa lưới được các bạn. Đấy, anh em chỉ chạy độc lập thôi. Đấy là giải điện áp đầu vào tiêu chuẩn là 195 cho tới 253. Để máy cho cái hiệu suất tốt nhất thì anh em nên kết nối pin mặt trời sao cho nó có cái điện áp khoảng 240V trở lên các bạn. Đấy, máy nó hoạt động tốt nhất các bác nhé. Còn ví dụ như anh em có thể kết nối tối thiểu 90V. Với cái điện áp tối thiểu là 90V thì anh em phải dùng tối thiểu là 3 tấm pin công suất 300W trở lên các bạn. Đấy, thì nó mới đủ cái điện áp đó. Tiếp theo là phần AC input này. Đây là cái phần sạc lưới các bạn. Thì cái máy này nó tích hợp một cái bộ sạc lưới có công suất 100A, công suất mắc, sạc mắc là 100A. Còn cái dòng sạc mặc định của nó là 30A. Và máy sử dụng hệ lưu trữ 24V. Giải điện áp vào của hệ lưu trữ là từ 20 cho tới 33V. Giải điện áp vào rất là rộng các bạn. Lưu trữ thì tùy nhu cầu của anh em có thể sử dụng ắc quy viễn thông hoặc là pin lithium đều được.
Còn đây là thông số của 3.6 các bạn. Thông số của con 3.6 này thì nó chỉ khác nhau một chút về cái công suất cho phụ tải thôi. Còn tất cả các thông số thì đều như nhau hết các bác nhé. Nó chỉ khác nhau về công suất cho tải thôi. Hình thức giao diện rồi thông số thì giống hệt nhau. Nên anh em có thể chọn lựa hai mẫu này. Mẫu 4.2 này có giá là 9.350.000 các bác nhé. Nó chênh nhau với 3.6 không nhiều. Tiếp theo là hai mẫu sử dụng hệ lưu trữ 48V là 6.2kW và 10.2kW các bạn. 6.2kW này cũng rất là thông dụng, giao diện giống hệt hai cái mẫu kia. Em cũng sẽ quay chi tiết các bác nhé, để anh em tham khảo cái mẫu này. Đây cũng là một mẫu thịnh hành, anh em mua lại rất là nhiều. Model 6.2 này có giá là 10.800.000 các bạn, một mức giá rất dễ tiếp cận. Đấy, model của nó là 6.2kW. Về thông số của 6.2 thì nó cũng gần giống như là hai cái mẫu kia các bạn. Nó chỉ khác một chút là công suất cho phụ tải là 6.2, 6.2kW này. Và nó sử dụng hệ lưu trữ 48V các bạn. Đấy, ngoài ra thì cái công suất kết nối được pin mặt trời thì nó lớn hơn khoảng mấy trăm watt so với hai mẫu kia. Kết nối được 6.500W pin mặt trời các bạn. Và cái dòng sạc mặc định, dòng sạc lưới là 40A mặc định và mắc của nó là 100A. Đấy, tiếp theo công suất lớn nhất là 10.2kW các bạn. Đây là công suất lớn nhất cho dòng hybrid một pha các bác nhé. Mẫu này thì kích thước của nó cũng khá là to. Thiết kế thì nhìn mắt mắt hơn hai mẫu mấy mẫu kia các bạn. Nó khác một chút là về cái màn hình hiển thị và các phím chức năng thì bằng cảm ứng. Dưới này là các cái cổng kết nối các bác nhé. Riêng dòng hybrid 8.2 và 10.2 của Segatec thì nó sẽ có hai string pin mặt trời. Tại vì con này nó cho kết nối pin mặt trời khá là nhiều, 10kW pin mặt trời các bạn. Nó sẽ chia ra hai đường vào pin mặt trời PV1 và PV2 để anh em dễ lắp đặt. Hình thức bên ngoài thì ngoại quan thì khá đẹp các bạn. Đây là màn hình hiển thị này. Các phím này thì cảm ứng hết các bạn nhé. Em sẽ quay kỹ về ngoại quan 10.2 này. Anh em đang cần một chiếc máy công suất lớn một pha, sử dụng nhiều phụ tải thì nên là chọn lựa con 10.2. Còn những anh em sử dụng phụ tải ít thì có thể chọn lựa những cái dòng công suất nhỏ hơn. Còn nếu anh em có điều kiện thì có thể là lắp những cái chiếc 10.2 này để sau này mình có thể tăng thêm phụ tải. Cái dòng 10.2 này nó có hai đường cho tải ra 220 các bác nhé. Một đường tải chính là 10.2kW và đường tải phụ nó cho phép tải thêm 2.400W. Còn đây là đường PV input các bạn. Nó có một cái nắp bảo vệ này. Cái nắp này nó có chức năng bảo vệ các cái cặp jack MC4 để kết nối pin mặt trời đấy các bạn. Nó tránh bị gãy thôi. Con này nó có thể kết nối được tối đa là 10.200W pin mặt trời các bác nhé. Giải điện áp vào của pin mặt trời nó cũng vậy thôi. Nó từ 90V cho tới 500V. Nếu các bác cần lắp nhiều pin mặt trời thì sẽ chia ra làm hai string. Còn đây là cổng kết nối lưu trữ các bác nhé. Máy sử dụng lưu trữ 48V. Kết cấu của cái máy này thì cũng không cần lưu trữ, vẫn hoạt động bình thường. Đấy, em sẽ quay chi tiết là cái thông số kỹ thuật. Model là 10.2kW. Đấy, phần PV input đây các bạn. Đấy, các bác có thể kết nối được tối đa 10.200W pin mặt trời. Giải điện áp vào của pin mặt trời là từ 90V cho tới 450V. Đấy, mắc là 500V các bác nhé. Cái phần grid AC output cũng vậy thôi. Điện áp tiêu chuẩn đầu ra thì cũng vẫn là 230 và điện áp đầu vào cũng là 195-253. Đấy, đây nó chính là cái phần công suất cho phụ tải. Thì cái đường tải chính thì được cho phép là 10.200W và tải phụ là 3.400W. Phần AC input là cái phần sạc lưới các bạn. Thì công suất sạc mặc định là 50A và công suất sạc mắc đó là 140A. Phần battery nó chính là phần lưu trữ, thì máy sử dụng lưu trữ 48V các bác nhé. Máy 10.2 có giá là 16.200.000 các bác nhé.
Dưới đây là những cái model thông dụng nhất của Segatec, bên em đã báo giá rất là cụ thể. Anh em quan tâm có thể liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại và Zalo 0355 066 009. Bên em đã đều có những cái video test cụ thể và hướng dẫn các cái tính năng của những cái mẫu này rồi. Đấy, các bác quan tâm thì có thể là kết bạn Zalo thì em sẽ gửi video để anh em tham khảo.